Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, thời gian qua, nhiều người đã phải lao đao lận đận trong cuộc sống mưu sinh này. Ai cũng muốn mình có cơ hội đổi vận, phát tài, phát lộc để bù đắp cho thời gian khổ cực trước đó. Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào bạn cũng gặp được thuận lợi. Đa phần vận thế của mọi người đều lên xuống thất thường. Vào ngày 1 tháng 10 âm lịch tới, có những con giáp sau đây bị vận xui đeo bám, vận thế khó lòng lên hương, sự nghiệp và tình duyên cũng ảnh hưởng lớn. Để biết mình có thuộc một trong những con giáp xui xẻo này hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Một, tuổi Tỵ. Trong ngày 1 tháng 10 âm lịch năm 2022, tuổi Tỵ có chủ vận trình xấu, không được thiên can ẩn trong nguyệt lệnh ủng hộ. Đầu tháng Ất Tỵ, ngũ hành lâm suy vận, lại gặp kiếp tài gây bất lợi khiến người tuổi Mùi thụt lùi ý chí, lười biếng hơn mọi người. Khoảng thời gian này, người tuổi Tỵ luôn phải chịu sự cạnh tranh, hãm hại của bạn bè và đồng nghiệp nơi làm việc. Con giáp này khó có thể tập trung hết sức cho kế hoạch của bản thân bởi vì phải tốn thời gian giải quyết những lục đục nội bộ. Do đó không thắc mắc khi tuổi Tỵ là con giáp đầu tiên trong danh sách con giáp xui xẻo nhất ngày 1 tháng 10. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh, dưới tác động xấu của cục diện tương xung, người tuổi Tỵ dễ gặp phải mâu thuẫn, xích mích với đồng nghiệp, đôi bên giữ những quan điểm trái chiều và không ai chịu hạ cái tôi cá nhân xuống để lắng nghe. Đây là thời điểm mà người tuổi Tỵ cần phải lưu ý về sức khỏe. Bản mệnh có thể đã ủ bệnh từ lâu nhưng giờ mới phát hiện ra. Nhớ theo dõi từng biến chuyển của cơ thể. Thời điểm này có thể tuổi Tỵ gặp phải tai họa liên quan đến lửa, nhờ chú ý giữ an toàn cho bản thân, tránh việc thức khuya, suy nghĩ căng thẳng, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, tăng giảm huyết áp. Với người làm kinh doanh, việc đôi co với khách hàng không phải là một việc làm thông minh. Bạn nên tìm cách khéo léo để hòa giải, vừa để làm vừa lòng khách hàng, vừa không gây tổn hại đến danh tiếng của bản thân. Thủy khắc hỏa, lâu nay bạn đã quá bận rộn với công việc nên quên mất không quan tâm đến người thân, khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Ngay từ bây giờ, hãy tìm thời gian rảnh trong ngày để ở bên những người thân thiết nhất. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Ngọ. Thiên quan giáng họa, người tuổi Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày hôm nay. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của mình, tránh làm mất lòng đối phương, kẻo tương lai chính bạn cũng là người chịu thiệt. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên kéo gần khoảng cách với người quyền cao chức trọng bằng cách nịnh nọt, lấy lòng. Muốn thăng tiến nhanh chóng, bạn cần thể hiện khả năng của mình chứ không phải là tìm lối tắt. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần và Tài Thần. Đây là hướng tốt trong ngày hôm nay, có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Thân. Cục diện tương hại khuyên người tuổi Thân cần cẩn trọng khi làm việc, kể cả những công việc quen thuộc. Có thể kẻ tiểu nhân đang lăm le tìm cách hãm hại bạn, chỉ đợi lúc bạn làm việc bất cẩn, thiếu tập trung mà thôi. Với người làm ăn kinh doanh, hãy hạn chế đưa ra những quyết định đầu tư hạng mục lớn, bởi nhiều nguy cơ tiềm ẩn bạn chưa lường hết được. Hãy tiếp tục dành thêm thời gian để tìm hiểu sâu sắc hơn về những lời mời hợp tác hoặc hợp đồng mua bán. Trong ngày này, sức khỏe của tuổi Thân dễ sa sút, bệnh tật liên miên, con giáp này có thể khá mệt mỏi trong việc chữa bệnh. Đó là chưa kể đến những chuyện xui xẻo, tai họa bất ngờ xảy ra khiến cho sức khỏe của bản mệnh chịu nhiều ảnh hưởng.
Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Dần. Cục diện tương phá đem tới nhiều điều bất trắc cho người tuổi Dần. Nếu là người làm ăn kinh doanh, bạn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Đây là lúc bạn cần phải ý thức được điểm mạnh của mình và có hướng phát huy đúng đắn. Nếu đang có tiền trong tay, tốt nhất bản mệnh nên giữ thật kỹ, chớ nên đầu tư mạo hiểm kẻo rơi vào cảnh trắng tay. Không có khoản tiền nào từ trên trời rơi xuống, bạn được sở hữu mà không cần phải tốn chút công sức nào đâu. Thủy sinh mộc, gia đình chính là điểm tựa vững vàng cho con giáp này. Vì thế, dù đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa, bạn cũng nên trao đổi, tâm sự với các thành viên trong nhà. Rất có thể họ sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Dậu. Xem tử vi hôm nay, tỷ kiên ngăn trở, người tuổi Dậu cô lập mình với mọi người xung quanh. Bạn thích làm mọi việc theo ý mình và không muốn bị bất cứ ai can thiệp, cho dù đối phương muốn giúp đỡ bạn đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn có biết thái độ làm việc hiện tại sẽ khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối không đáng có hay không? Con giáp này nên học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến của người khác, kể cả các ý kiến trái chiều. Kim sinh thủy, người độc thân nhận ra rằng tình yêu vẫn luôn ở quanh đây, bạn chẳng cần tìm kiếm nửa kia ở đâu xa, bởi vốn dĩ người ấy vẫn luôn lặng thầm quan tâm, chăm sóc cho bạn. Hãy cho đối phương một cơ hội tiến gần hơn với mình nhé! Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Lâm vào cục diện tự hình chiếu mệnh, người tuổi Hợi tự ti cho rằng mình là người kém cỏi. Trên thực tế, thất bại là điều khó tránh khỏi với bất cứ ai. Điều bạn nên làm lúc này là tự rút kinh nghiệm để tránh mắc phải sai lầm trong tương lai, chứ không phải là thất vọng về chính mình. Nếu cảm thấy lạc mất phương hướng, bạn nên trao đổi tâm sự với người đáng tin cậy. Chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngần ngại gì mà không đưa ra cho bạn những lợi ích hữu ích, giúp bạn thoát khỏi tình trạng hiện tại. Đường tình duyên của người tuổi Hợi trong ngày này không được suôn sẻ cho lắm. Bạn và người ấy không có nhiều thời gian dành cho nhau, tình cảm cũng vì thế mà dần phai nhạt. Những cuộc nói chuyện thay thế bằng sự im lặng, sự khắt khe của bản mệnh có thể đẩy người yêu mình ra xa. Trước khi làm gì thì hãy suy nghĩ cho kỹ để không phải hối hận sau này. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy kênh Phong Thủy Sa Cát vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất ngày 10 tháng 1 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.